Ngày 18 tháng 11, đông đảo cán bộ, chiến sĩ quân đội đã hành quân về các trường học vùng lũ Thừa Thiên Huế dọn dẹp bùn đất, sắp xếp lại phòng ốc, đồ dùng dạy học để việc dạy và học trở lại sau nhiều ngày nghỉ học tránh lũ. Trường mầm non Thủy Thanh 1, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những ngôi trường ngập sâu trong đợt mưa lũ từ ngày 14 đến 17 tháng 11. Lũ rút, không những các thiết bị dạy học của nhà trường bị hư hỏng, mà còn để lại một lượng bùn đất rất lớn trên sân trường. Hệ thống vui chơi của các cháu tại sân trường cũng bị bùn đất phủ kín. Nhà trường gấp rút huy động nhân lực đến dọn dẹp, song với lượng bùn đất, rác thải quá lớn, do đó phải nhờ đến sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía Trung đoàn 6, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Thủy và lực lượng dân quân địa phương. Thiếu tá Nguyễn Văn Minh, chính trị viên tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 cho biết, trong ngày 18 tháng 11, đơn vị đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ để tổ chức giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ trên địa bàn xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy. Và trong thời gian tới, thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khắc phục giúp đỡ bà con trên địa bàn để bà con sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, tập trung dọn dẹp vệ sinh ở các trường học để học sinh quay trở lại học tập đúng thời gian. Với tinh thần trách nhiệm cao, trong một buổi sáng ngày 18 tháng 11, tiểu đoàn 1 đã dọn sạch vệ sinh tại các trường, gồm trường mầm non Thủy Thanh 1 cơ sở Vân Thê Đập, trường mầm non Thủy Thanh 1 cơ sở 1 và 2, trường mầm non Thủy Thanh 2 cơ sở 1 và trạm y tế xã.